Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mặt thánh giá vàng màu. Mặt thánh giá vàng màu là sản phẩm mới với kiểu chế tác hiện đại và vô cùng tỉ mỉ. Mặt thánh giá vàng kết hợp cùng dây chuyền vàng chất lượng mang đến vẻ thời trang và phong cách đến cho người đeo. Thánh giá vàng là sản phẩm mang đến bình an, xoa dịu tinh thần cho người đeo. Mặt thánh giá vàng màu giao hàng trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.